Giới thiệu ngày hội Đoàn thanh niên với Internet. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 16 tháng 1 năm 2014 tới đây, tại thư viện huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra sự kiện Internet với thanh niên. Tham gia sự kiện Internet với thanh niên, các bạn thanh niên và học sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm những ứng dụng thực tế trên máy tính và Internet. Hiểu rõ hơn về máy tính và Internet có thể mang lại những điều bổ ích và lý thú như thế nào cho cuộc sống của các bạn. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do Quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ. Kể từ khi Internet xuất hiện tại Việt Nam cách đây hơn 15 năm, đến nay, Internet đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống xã hội.